Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu Realtor sẽ đưa đến cho quý anh chị một siêu phẩm tài sản Zygai Nhà Bè. Thì hôm nay cùng với Phước Sửu phân tích sơ qua về dự án Zygai Nhà Bè. Tổng quy mô của dự án lên đến 350 hectare do tập đoàn GS Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Nói đến tập đoàn GS Hàn Quốc là một tập đoàn khá lớn ở Hàn Quốc, đứng thứ nhất ở Hàn Quốc về xây dựng cơ sở hạ tầng và những công trình xây dựng dân dụng nhà ở tại Hàn Quốc, và đứng thứ 16 đối với những công ty xây dựng đa quốc gia xếp hạng thế giới. Và tổng quy mô của dự án là 350 hectare cho ra khá nhiều biệt thự, nhà phố, căn hộ chung cư. Và phân khu đầu tiên mà Phước Sửu muốn mang đến cho quý anh chị đó là một phân khu Zai Edu County. Phân khu này có 350 căn biệt thự, nhà phố, shop house. Và một cái dòng sản phẩm mà Phước Sửu muốn mang đến cho quý anh chị là một căn song lập với diện tích ngang 10x20. Và như mọi người nhìn thấy thì đây là cách thiết kế của căn song lập ha. Và Phước Sửu sẽ chi tiết bên ngoài và bên trong căn song lập để cho quý anh chị nhìn rõ hơn hơn. Nhìn rõ về cái căn biệt thự này nhé. Rồi, về cái căn biệt thự này thì như mọi người nhìn thấy thì chủ đầu tư bàn giao bên ngoài hoàn thiện. Bên ngoài là đã có một lớp sơn và có những cái hệ thống đèn. Rồi có lan can. Và ở đây là một cái tông màu khá đẹp nha cả nhà, với tông màu gọi là xám và đen, làm cho khu dân cư trở nên mà đẳng cấp hơn, với một cái dáng vẻ giống như là bán cổ điển. Và ở đây là giống như là một gọi là khu dân cư, một thành phố châu Âu thu nhỏ tại Nam Sài Gòn. Với quy mô khá lớn 350 hectare thì nơi đây chủ đầu tư sẽ cho ra khá nhiều dòng sản phẩm. Và dòng sản phẩm hôm nay Phước Sửu mà quý anh chị đang phân tích đó là những căn biệt thự song lập 10x20, khá đẹp không cả nhà. Ở đây là những cái căn nhà mà những cư dân đã về ở và trồng khá nhiều cây xanh. Với cái căn 10x20 thì thiết kế là bên hông chừa 2,5 m, thì ở đây thì quý anh chị có thể trồng khá nhiều loại cây xanh. Và đặc biệt ở đây thì mình có thể làm thêm một cái mái che ở trên, mình có thể hoặc là làm mái che bằng kiến để mình có thể là tiếp khách ngay ngoài cái hành lang bên ngoài. Và phía trước như cả nhà nhìn thấy chừa một cái sân khá rộng luôn, mình có thể để gara xe một bên, và một bên thì mình có thể trồng cây xanh. Một cái gam màu chủ đạo khá đẹp ở tại Zygai Nhà Bè là một cái màu xám, trắng, đen, kết hợp những cái màu vân gỗ rất là đẹp, làm cho một căn nhà ở đây cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn rất là nhiều người xem. Và đây là tầng trệt nha cả nhà. Với tầng trệt này thì mình có thể thiết kế được một căn phòng cho gia chủ có người gọi là lớn tuổi, không gian 3-4 bên luôn cả nhà, rất là thoáng. Và mình bắt đầu mình lên lầu 1, mình xem lầu 1 như thế nào ha. Chà, một cái phòng master bedroom khá rộng. Và mình đi ra cái gọi là cái ban công ở ngoài đi. Rồi một khoảng không khá đẹp luôn cả nhà. Với cái căn này thì quý anh chị có thể là nhìn tầm view rất là rộng, thoáng luôn, nhìn về cái công viên mùa xuân. Và ở đây thì như mọi người nhìn thấy thì cây xanh đã gần như là phủ rộp rồi ha, rất là nhiều cây tầng thấp và tầng cao làm cho không gian nhà trở nên thoáng mát hơn. Và bây giờ mình bắt đầu là mình di chuyển về cái căn phòng ngủ thứ hai ở tầng 1 ha cả nhà. Đây thì trước khi qua cái gian phòng ngủ thứ hai thì mình xem kỹ lại cái cách thiết kế của cái gian phòng ngủ tầng sân thượng nha. Cái tầng này là tầng trên cao, và đây là bố trí cầu thang để đi lên tất cả các tầng. Thì ở đây thì chủ đầu tư thì thiết kế gồm là một trệt hai lầu nên được 4 phòng ngủ, và có một cái phòng gọi là thưởng thức trà đạo hoặc là để phòng đánh đàn. Thì một không gian khá đẹp khi mà thiết kế lên là như thế này cả nhà. Có hồ cá koi nè, có cây xanh nè, có thể trồng được khá nhiều loại cây. Và như ở đây gia chủ trồng được khá nhiều loại trái cây. Và ở đây là có một cái giàn bầu rất là đẹp luôn, một cái không gian cực kỳ xinh nhỏ.
xịn sò. Thì quý anh chị cần thêm thông tin về cái căn biệt thự 10x20 này thì inbox ngay cho Phước Sửu. Phước Sửu sẽ cung cấp thông tin cực kỳ đầy đủ về cho quý anh chị để nắm bắt. Đây là một cơ hội đầu tư rất là tốt tại Nhà Bè, bởi vì gia chủ cần bán gấp. Để quý anh chị cần thông tin inbox ngay cho Phước Sửu nha. Xin chào và hẹn gặp lại.